Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch quốc gia cho biết, đội ngũ phát triển ứng dụng PC COVID đang thử nghiệm đề xuất sửa thông tin tiêm chủng. Tính năng mới sẽ xuất hiện trong bản cập nhật tiếp theo. Sau khi cập nhật phiên bản tiếp theo, người dùng có thể tự khai trong mục đề xuất sửa thông tin tiêm chủng. Sau đó, thông tin sẽ được hiển thị trên ứng dụng và đồng thời được gửi về nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để thực hiện công tác xác minh chuẩn hóa thông tin. Với việc bổ sung đề xuất sửa thông tin tiêm chủng, tính năng này hứa hẹn là công cụ đắc lực giúp các cơ quan chức năng khắc phục tình trạng sai sót, thiếu dữ liệu tiêm chủng. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế công bố, cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh thông tin tiêm chủng còn thiếu, không có hoặc sai. Chính vì vậy, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông thống nhất bổ sung chức năng đề xuất sửa thông tin tiêm chủng, cho phép người dân tự cập nhật thông tin tiêm chủng trên các ứng dụng PC COVID và sổ sức khỏe điện tử.